Ông Biden thú nhận sơ tán người khỏi Kabul khó khăn nhất lịch sử. Ông Trump cáo buộc Tổng thống Biden sao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ. Đài Loan nói Bắc Kinh muốn bắt trước Taliban. Taliban thiêu chết một phụ nữ trẻ chỉ vì nấu ăn không ngon. Gia đình 16 người Afghanistan chen trong phòng tắm trốn Taliban. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 21 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Ông Biden thú nhận sơ tán người khỏi Kabul khó khăn nhất lịch sử. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc ngày 20 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã trả lời các câu hỏi của truyền thông về chiến dịch sơ tán khỏi Kabul và kêu gọi người Mỹ ủng hộ ông chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan. Ông Biden tuyên bố Mỹ đã đạt tiến triển đáng kể trong việc sơ tán các công dân khỏi Kabul. Ông cũng nói thêm rằng đây là một trong những cuộc không vận lớn nhất, khó khăn nhất trong lịch sử. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng làm được điều đó ở khoảng cách xa đến như vậy. Ám chỉ gần 6.000 quân nước này đang được điều động bảo vệ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Afghanistan. Ông Biden cho biết gần 13.000 người đã được sơ tán, bao gồm cả 5.700 người hôm 19 tháng 8. Xong, các chuyến bay phải tạm ngừng trong nhiều giờ hôm 20 tháng 8, cho đến khi nhà chức trách Mỹ có thể xử lý thủ tục của thêm nhiều người di tản. Ngoài các công dân Mỹ, Washington cũng đang tìm cách sơ tán không chỉ các phiên dịch người Afghanistan, mà còn cả các lãnh đạo phụ nữ và nhân viên của các tổ chức phi chính phủ có thể bị chính quyền Taliban đe dọa. Ông Biden cũng tái nhắc nhiều lần rằng quân đội Mỹ giữ liên lạc liên tục với Taliban Ông khẳng định phong trào Hồi giáo này đã để những người mang hộ chiếu Mỹ đi qua các chốt kiểm soát của họ, dù nhiều phóng viên không nhất trí với thông tin này. Mô tả các sứ mệnh sơ tán là nguy hiểm và đầy rủi ro với các lực lượng Mỹ. Ông Biden nói bản thân không thể cam kết quá trình sẽ không xảy ra thương vong. Ông Trump cáo buộc Tổng thống Biden sao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 20 tháng 8 phát đi tuyên bố cáo buộc Tổng thống Joe Biden đã sao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ liên quan đến Afghanistan. Ông Trump phát đi tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ rằng bỏ rơi người Mỹ lại phía sau chờ chết là sự sao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ. Hành vi này sẽ là vết nhục được ghi lại trong sử sách. Phát ngôn viên chính của ông và Liz Harrington đã chia sẻ lại trên Twitter. Tổng thống Joe Biden đã cho rút lính Mỹ từ nhiều tuần qua và hạn chót sẽ rút quân hoàn toàn vào ngày 31 tháng 8. Tận dụng việc lính Mỹ rời đi, Taliban trong vài tuần gần đây đã thực hiện các cuộc càn quét chiếm giữ dần các thủ vụ và sau đó chính thức kiểm soát thủ đô Kabul vào Chủ nhật 16 tháng 8 trước sự ngỡ ngàng của chính quyền Biden. Ông Trump phát đi tuyên bố tiếp theo cho hay, Afghanistan dưới chào Biden không phải là rút quân, đó là đầu hàng. Ông ta sẽ xin lỗi vì sai lầm chiến thuật lớn nhất lịch sử, rút quân đội trước khi sơ tán công dân của chúng ta. Cựu Tổng thống viết tiếp, Xu hướng trên Twitter hôm nay, Trump đã đúng. Trước đó, hôm 19 tháng 8, ông Trump cũng phát đi tuyên bố qua ủy ban hành động chính trị cứu nước Mỹ, vạch rõ lộ trình bốn bước rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và cáo buộc tổng thống Biden đã đảo ngược kế hoạch rút quân này. Ông Trump tuyên bố, trước tiên cần đưa tất cả công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan, sau đó rút tất cả trang thiết bị, tiếp đến đánh bom tan tành các căn cứ và sau cùng rút quân đội không được làm ngược trật tự như Biden và vị tướng thức tỉnh của chúng ta đã làm. Không có hỗn loạn, không có thương vong, họ thậm chí sẽ không biết chúng ta đã rời đi. Người Mỹ và người dân các nước phương Tây khác hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc rời khỏi Afghanistan do Taliban đã bao vây cảng hàng không quốc tế Hamid Karzai, cách trung tâm thủ đô Kabul khoảng 5 km và hàng chục nghìn người dân Afghanistan muốn trốn chạy cũng liều lĩnh kéo đến sân bay duy nhất tại quốc gia Nam Á mà Mỹ còn đang kiểm soát được. Đài Loan nói Bắc Kinh muốn bắt trước Taliban. Ngoại trưởng Đài Loan hôm thứ bảy cáo buộc Trung Quốc muốn mô phỏng Taliban, đồng thời nhấn mạnh rằng hòn đảo dân chủ không muốn trở thành đối tượng của tội ác chống lại loài người. Sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ Afghanistan đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi ở Đài Loan về việc liệu họ có phải chịu chung số phận nếu như Trung Quốc xâm lược hay không. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tin mỉa mai rằng số phận của Kabul cho thấy Đài Loan không thể tin tưởng vào Washington. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc ngừng gây sức ép với hòn đảo và khẳng định sự ủng hộ của Washington với Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Trực Tiếp đã bày tỏ cảm ơn Hoa Kỳ vì đã duy trì mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. Ông viết trên Twitter rằng: "Trung Quốc mơ ước bắt trước Taliban. Chúng tôi xin nói thẳng, chúng tôi có ý chí và phương tiện để tự vệ. Bắc Kinh." đã tìm cách xây dựng mối quan hệ với Taliban bất chấp những lo lắng về tác động có thể xảy ra đối với những gì chính quyền Trung Quốc coi là các phần tử Hồi giáo cực đoan hoạt động ở Tân Cương. Taliban thiêu chết một phụ nữ trẻ chỉ vì nấu ăn không ngon Một phụ nữ Afghanistan được cho là đã bị các chiến binh Taliban thiêu chết vì họ không hài lòng với cách nấu ăn của cô ấy. Vụ việc trên được Nazla Ayobi một cựu thẩm phán Afghanistan và là nhà vận động chống bạo lực đối với phụ nữ tiết lộ. Vị nữ thẩm phán phải chạy trốn sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ. Cô nói với Scan News rằng cô đã nhận được nhiều báo cáo về việc phiến quân Taliban thường xuyên lạm dụng phụ nữ sau khi giành quyền kiểm soát đất nước. Thậm chí, một phụ nữ trẻ đã bị thiêu sống vì bị buộc tội nấu ăn tệ cho các phần tử Taliban. Cô nói thêm, họ đang ép mọi người đưa thức ăn và nấu ăn cho họ. Họ cũng ép các gia đình gả con gái nhỏ của họ cho các phần tử Taliban. Tôi không thấy đâu là lời hứa của họ về việc phụ nữ nên được đi làm, trong khi chúng ta đang chứng kiến tất cả những hành động tàn bạo này. Ban lãnh đạo trung ương của Taliban đã hứa sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ, bảo vệ dân thường và mở rộng lệnh ân xá cho các cựu quan chức chính phủ và binh lính. Tuy nhiên, những thực tế đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Các phần tử Hồi giáo này dường như say mê với những hành động trả thù dân thường và những cuộc truy lùng có hệ thống đối với các quan chức, chính phủ, cựu quân nhân, người Afghanistan làm việc với quân đội nước ngoài, nhà báo và các nhân viên tổ chức phi chính phủ. Tập đoàn truyền thông Đức DVK cho biết các phần tử khủng bố Taliban đang săn lùng một nhà báo của hãng tin này. Họ đã bắn chết một người thân của anh và làm bị thương một người khác trong một cuộc đột kích nơi ở của nhà báo. Tổ chức ân xá quốc tế cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu 20 tháng 8 rằng các phần tử Taliban đã tra tấn và sát hại ít nhất 9 người đàn ông dân tộc Hazara sau khi chiếm được tỉnh Ghani vào tháng trước. Theo các nhân chứng, 6 người trong số đó đã bị bắn và 3 người bị tra tấn đến chết, trong đó có một người đàn ông bị siết cổ bằng chính chiếc khăn của mình và bị cắt đứt cơ tay. Gia đình 16 người Afghanistan chen trong phòng tắm trốn Taliban. Khi Taliban gõ cửa, căn hộ ở Kabul, gia đình 16 người chen trúc trong phòng tắm tắt đèn, điện thoại, bịt miệng trẻ con để không bị phát hiện. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng không muốn hứng chịu bất kỳ rủi ro nào. Hai thành viên trong gia đình này đã bị giết vài năm gần đây và họ đã chứng kiến làn sóng giết chóc khắp Afghanistan trong vòng 12 tháng qua. Chính phủ Afghanistan bị lật đổ, cáo buộc Taliban đứng sau những vụ đó. Riêng tại Kabul, hồ sơ của đại sứ quán Mỹ cho thấy 152 người chết trong các vụ giết người có chủ đích từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 7 vừa qua hồ sơ không nêu thủ phạm trong khi Taliban bác bỏ liên quan đến những vụ này. Mỗi thành viên gia đình hiện ở nước ngoài cho biết, gia đình tôi sợ hãi, cứ mỗi giây thấy một chiếc ô tô chạy trên đường, họ lại chạy vào nhà vệ sinh trốn, thực phẩm có hạn và giá cả tăng cao, tình cảnh nhà tôi thật khủng khiếp. Người này đang cố đưa gia đình rời khỏi Afghanistan và kêu gọi nhiều chính phủ cấp thị thực cho họ. Tình cảnh gia đình Anh cũng là tình cảnh chung của nhiều gia đình trên khắp Afghanistan, từ khi Taliban lần lượt chiếm đóng nhiều thành phố trong chiến dịch quân sự chấp nhoáng các nhà hoạt động, phụ nữ, cựu quan chức, nhà báo, cựu quân nhân và các thành viên của các cơ quan tình báo tin rằng họ có lý do để lo sợ cho sự an toàn của mình, dù Taliban bảo đảm không tìm cách trả thù và sẽ trao quyền cho phụ nữ. Việc Taliban thực thi luật Hồi giáo Sharia hà khắc khi lần đầu nắm quyền cách đây 20 năm cũng là lý do khiến nhiều người lo sợ. Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Taliban cho biết phụ nữ sẽ được phép làm việc theo luật Hồi giáo. Các tổ chức phi chính phủ phải tiếp tục hoạt động và Taliban sẽ không trả thù bất cứ ai. Tuy nhiên, những cam kết đó không làm yên lòng một số người Afghanistan. Reuters đã trò chuyện với bốn gia đình đang trốn ở Afghanistan. Một trong hai quan chức chính phủ giấu tên cho biết ông và gia đình đã cố đáp chuyến bay ra khỏi Kabul cuối tuần trước khi Taliban áp sát thành phố. Nhưng bất thành, ông nói, chẳng có gì đáng tin. Thomas Rutik, đồng giám đốc mạng lưới các nhà phân tích Afghanistan AAN cho biết, những gì chúng tôi thấy là một chiến dịch đe dọa mọi người bằng cách đến nhà và tìm kiếm họ, không nhất thiết để bắt hoặc giết. Nhưng điều đó đã đủ đáng sợ. Nó cho thấy Taliban đã chuẩn bị danh sách và biết rõ những người họ đang tìm kiếm. Một nhà hoạt động nữ quyền sống ở Kabul nói rằng hầu hết những phụ nữ mà cô biết đều đã cố gắng rời khỏi đất nước hoặc đang lần trốn. Họ cũng cố xóa dấu vết hoạt động trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, phụ nữ đã ngừng giao tiếp kể cả nhắn tin riêng, xóa thông tin cá nhân trên Facebook và rời khỏi các nhóm của WhatsApp Nhà hoạt động cho biết, họ nghĩ Taliban có thể đang kiểm tra. Thưa quý vị, Dekanow TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.